Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư, ngày 10 tháng 4 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống tăng với tỷ lệ tăng khá mạnh là 0,57%, giao dịch ở mức 2.352,4 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 104,10 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 69.000 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4,369% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là 1,33%, đứng ở mức 85,28 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Đà tăng của vàng khiến cho giới đầu tư và chuyên gia phải ngỡ ngàng, bất chấp việc đồng bạc xanh duy trì sức mạnh, kim loại quý này không ngừng tăng và tìm kiếm các mốc lịch sử. Việc cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào thời điểm nào dường như không còn mấy quan trọng bởi vàng đang được thúc đẩy do lo ngại căng thẳng địa chính trị ở khu vực Trung Đông. Động thái mua vào liên tục của nhiều ngân hàng trung ương trong thời gian vừa qua, nhu cầu mua vàng của các nhà đầu tư bán lẻ ở Trung Quốc cũng dẫn đến thu hút nhiều nhà đầu tư cá nhân trên toàn cầu tham gia vào thị trường này. Đối với một số chuyên gia ở Phú Quân, đà tăng của giá vàng dự kiến sẽ kéo dài đến ít nhất là nửa cuối năm nay. Theo ngân hàng Citi gần đây đã mô tả tài sản này như một hàng rào chống suy thoái kinh tế tại các nền kinh tế đang phát triển. Trong khi đó, những nhà phân tích khác cho rằng cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và Gaza có thể thúc đẩy giá vàng tiếp tục đi lên. Tuy nhiên, không phải tất cả đều đánh giá lạc quan về thị trường vàng trong tương lai. Theo giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Security, ông Barrett Malik nhận định, thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 6 tới. Tuy nhiên, nếu chúng ta tiếp tục thấy dữ liệu kinh tế mạnh mẽ, khiến Fed không vội hạ lãi suất, thì vàng sẽ không thể duy trì đà tăng như hiện tại. Kết thúc cuộc họp chính sách tháng 3, Fed giữ nguyên lãi suất vay qua đêm ở mức 5,25-5,5%. Ngân hàng Trung ương Mỹ cũng báo hiệu rằng họ vẫn dự kiến sẽ cắt giảm tổng cộng 75 điểm phần trăm lãi suất vào cuối năm 2024. Nhưng kể từ sau cuộc họp trên, các quan chức của Fed đã phát đi tín hiệu có thể sẽ chưa cắt giảm lãi suất nếu lạm phát vẫn còn ở mức cao. Bên cạnh đó, dữ liệu việc làm trong tháng 3 khả quan hơn dự báo. Điều này càng tạo thêm động lực để Fed trì hoãn kế hoạch cắt giảm lãi suất trong năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường và trong nước. Giá vàng ở thị trường trong nước đạt đỉnh, nhiều cửa hàng vàng tại Hà Nội chỉ bán tối đa 5 chỉ, dẫn đến tình trạng người dân tự mua bán trao tay ngay ngoài cửa tiệm. Cụ thể, đến thời điểm chiều tối hôm qua mùng 9 tháng 4, sau khi mà giá vàng xô đổ mọi kỷ lục trước đó, đạt mức 77,85 triệu đồng trên một lượng đối mặt hàng vàng nhẫn buộc số 9, phố vàng Trần Nhân Tông 2 Bà Trưng Hà Nội lại chứng kiến cảnh người dân xếp hàng dài chờ đợi giao dịch. Cụ thể, theo ghi nhận từ trưa ngày hôm qua, một số cửa hàng kinh doanh vàng trên phố Trần Nhân Tông đã hạn chế số lượng bán ra. Đến chiều tối, nhiều người dân đến giao dịch vàng cho biết một số cửa hàng đã quy định khách chỉ được mua tối đa 5 chỉ vàng. Trước thực trạng này, một số người dân liền mua bán trao tay ngay ngoài cửa tiệm. Từ sáng nay, đã xảy ra một số trường hợp người mua trước bán lại trao tay cho những người xếp hàng phía sau. Để ăn chênh lệch ngay phía ngoài của cửa hàng, chúng tôi phải mời những người đó ra khỏi khu vực của cửa hàng để không làm ảnh hưởng đến những vị khách khác, theo nhân viên tại cửa hàng vàng cho biết. Một vị khách cho biết, hiện tại dòng người xếp hàng dài quá đông, người thì cần mua, người lại cần bán. Hai bên tự xem giá trong cửa hàng rồi mang ra ngoài giao dịch. Thuận mua thì vừa bán, muốn tích trữ nhiều vàng hơn trong thời điểm giá vàng tăng không ngừng. Anh Quân ở quận Đống Đa, Hà Nội, phải huy động người thân chia ra hai cửa hàng để có thể mua được số lượng vàng nhiều hơn. Chiều nay, thấy giá vàng tăng liên tục, sau khi đón con đi học về, tôi đến ngay cửa hàng vàng để xếp hàng chờ mua hai cây vàng. Khi xếp hàng chờ giao dịch, nhân viên của cửa hàng vàng thông báo mỗi người đến mua chỉ được giới hạn mua 5 chỉ vàng. Vậy nên, tôi phải gọi điện cho em trai để sang một cửa hàng vàng ngay gần đó để mua thêm vàng. Dù giá vàng đang tăng cao, nhưng tôi sẽ đầu tư thêm. Nhu cầu mua vàng nhẫn của người dân vẫn nhiều. Dẫn đến vàng nhẫn dần khan hiếm, tôi nghĩ giá vàng sẽ còn tăng tiếp, nếu có tụt giá thì cũng chỉ tụt nhẹ rồi lại tăng thêm, anh Quân phán đoán. Còn theo chị Ngọc Anh ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết,
Trong buổi sáng, khi biết giá vàng nhẫn đang ở mức 74 triệu đồng trên một lượng mua vào, 75,4 triệu đồng trên một lượng bán ra, chị quyết định đi mua vàng để tích lũy. Nhưng buổi chiều khi đến cửa hàng vàng để giao dịch, chị giật mình vì giá vàng nhẫn lẫn giá vàng miếng đều tăng chóng mặt. Giá vàng nhẫn ở mức 77,85 triệu đồng trên một lượng, tăng gần 2,5 triệu đồng trên một lượng so với mức giá sáng ngày hôm nay. Mới từ ngày vía thần tài, tôi mua vàng với giá 64 triệu đồng trên một lượng, mà đến thời điểm này giá vàng nhẫn tăng hơn 13 triệu đồng trên một lượng. Tôi dự tính chỉ mua 2 cây vàng, khi nào giá vàng giảm thì sẽ mua thêm, theo chị Ngọc Anh nói. Nhiều người tin rằng vàng nhẫn càng khan hiếm thì giá vàng càng tăng nên giờ bán ra chỉ có mất. Mua vào mới giữ được tài sản. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Nhìn chung thì giá vàng miếng cũng như là vàng nhẫn bố số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác tạm thời thì chưa có điều chỉnh sau thời điểm đóng cửa ngày hôm qua. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần cuối của bản tin. Còn trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ Canada thương mại mua vào mức 24.760 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.130 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do không thay đổi sau khi mà giảm 100 đồng trên một đô la Mỹ ở cả hai chiều trong phiên cuối ngày hôm qua, đang mua vào mức 25.300 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.420 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8.280.000, bán ra 8.480.000, tăng 2.400.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 240.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra vẫn đang ở mức 2 triệu đồng trên lượng. Đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 8.280.000, bán ra 8.482.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 8.190.000, bán ra 8.470.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.250.000, bán ra 8.470.000. Phú Quý SJC mua vào 8.220.000, bán ra 8.470.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.220.000, bán ra 8.450.000. My Hồng SJC mua vào 8.270.000, bán ra 8.420.000. Tiếp theo là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8.260.000, bán ra 8.430.000. Ngân hàng TB Gold mua vào 8.250.000, bán ra 8.470.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8.280.000, bán ra 8.482.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Sau khi điều chỉnh tăng rất mạnh trong khoảng từ 2.400.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 240.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán trong phiên cuối ngày hôm qua, đến thời điểm này tạm thời chưa có điều chỉnh. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2.000.000 đến 2.060.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8.280.000, bán ra 8.482.000. SJC Huế mua vào 8.277.000, bán ra 8.482.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.280.000, bán ra 8.480.000. SJC Bạc Liêu mua vào 8.280.000, bán ra 8.482.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.278.000, bán ra 8.482.000. Cuối cùng là giá nhận bố số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua cũng bằng một phiên tăng mạnh. Hiện tại tạm thời chưa có điều chỉnh và đang được niêm yết như sau. Nhận bố số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.430.000, bán ra 7.570.000. Nhận bố số 9 loại nửa chỉ mua vào 7.430.000, bán ra 7.580.000. Vàng bố số 9 mua vào 7.420.000, bán ra 7.520.000, tăng 1.400.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay tăng 140.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 7.588.000, bán ra 7.748.000, tăng 205.000 ở chiều mua, 225.000 ở chiều bán ra. Nhẫn tròn bố số 9 Hưng Thịnh Vượng của Doji mua vào 7.615.000, bán ra 7.785.000. Vàng 24K mua vào 7.277,5 nghìn, bán ra 7.445,5 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.435,6 nghìn, bán ra 5.655,6 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.179,6 nghìn, bán ra 4.399,6 nghìn.
Vàng 10K mua vào 2.931,2 nghìn, bán ra 3.151,2 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.